en couture. Ông chúng tôi nhận ra phải cả to cái trong đại ca này thì sao mà cả này chỉ bắt đầu thôi này bắt đầu thì cả chúng tôi cùng với cả bên cái đây lục khiêu sầm phón đam bay miền bắc cả mà to cả tăng sầm rồi đến đầu cho buộc sạ xây dùng chơi lục thiến sầm bị ta ăn nhát rồi chầm đã mê từ vì anh đã chết đời xa môn niệm mệnh tháp ca sâm ra mà phải nết đi đâu về chẳng tới quật từ cao giờ lấy đã mê riệp cho mai cái xa Excusez-moi. Madame, nous allons poursuivre votre interrogatoire. Alors ce matin, votre dernière réponse a été pour indiquer que après vous être occupé en qualité de soignante, vous avez rejoint un petit groupe sous l'égide d'un chef de village, puis que vous avez repris votre travail médical. Je voudrais vous demander peut-être pour aller un petit peu plus rapidement au but, à quel moment vous avez rencontré M. Khieu Samphan et comment. ក្រោយពីពេលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយរៀនសូត្រអីហើយលោកអំយឹមហ្នឹងគាត់ក៏បានអំពាវនាវថាតើអ្នកណាខ្លះទៅចូលរួមតស៊ូនៅ ជាមួយពួកគាត់នៅក្នុងព្រៃពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនដែរក៏ចូលទៅជាមួយគាត់ដូច្នេះហើយបានជាក្រុមដែលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងគឺត្រៀមដើម្បីទៅជាមួយគាត់ប្រហែលជាឆ្នាំ 71
từ cái lệnh của quạt. Alors, nous allons continuer sur, sur ce, cette question, mais avant cela, je voudrais profiter de ce que vous venez de dire pour vous demander la chose suivante. Est-ce que vous avez adhéré volontairement à ce mouvement contre le régime de M. Lomnol ou est-ce que c'était une obligation qui vous était faite? Est-ce que vous avez été contrainte d'adhérer au mouvement ou est-ce que c'était un choix personnel? Từ nâng cư nị ấy tế khuân đặt đăng thả rọt bà hà hơi miên dân kriếm hay miên chạy cọp bọt ảm rít hay nâng lùn nol được chết đâm bay to su bởi trang nâng của địa bán dương tờ dương thư bạc đi bọt tâu to su hay kê bởi dùl ninh chân máu coi tầng ọc nế ọt miên này nà bằng không tê kê tha sma chật chân tớ cư sma chật tầng ọc nế chân. Hay tới có đòi thì hay thảm miền cùng đất mùi tập nâng ta tới chỗ ruộng đâm bây trong ôi bà tế chết mà bạn ai kỳ rịt lăng bình à, chẳng mình dù lập bị bánh hạ ấy thì cái bố kê cả riêng sốt cứ miền ta bà nâng. Toujours sur cette question, vous avez indiqué que vous aviez participé à des réunions. Est-ce que au cours de ces réunions, on vous a parlé de communisme, de théorie politique communiste? Est-ce qu'on vous a parlé politique de manière générale ou est-ce que les réunions se concentraient sur d'autres points et dans ce cas, lesquels? Cứ còn là phải chung riêng sâu ọc rung riêng sâu chờ nia tràn chẳng cứ mình miên ấy ở dịch ông phi bạn để vọt sử cung để dùng dịp ấy tế cơ còn là thưa bạn để vọt to su thưa bạn để vọt ta bắn nứng. Hãy bởi chăng chỉ mua chạy cặp bót luôn nọ chẳng. Est-ce qu'à cette époque, les gens qui le vous donnaient ces, ces sessions, ces réunions, est-ce qu'ils s'intitulaient eux-mêmes Khmer Rouge? Est-ce que c'était une appellation qui était utilisée par eux? Alors, revenons s'il vous plaît à la manière dont les événements se sont succédés pour arriver à votre rencontre avec M. Khieu Samphan. Comment les choses se sont déroulées de votre côté? Alors,
Et là-bas, qu'avez-vous fait? ដល់កន្លែងនោះនៅសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជា3 ថ្ងៃហើយបានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានអ្នកគេមកនេរសារឬក៏ស្អីទេគេហៅនេរសារមកយកទាំងអស់គ្នាចេញដំណើរតទៅទៀតហើយនៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេនៅបន្តនៅនោះប្រហែល6រយៈខ្លីទេប្រហែល9ថ្ងៃខ្ញុំអត់ចាំនៅចាំកន្លែងនឹង Continuez, madame, je vous écoute. Continuez de vous expliquer ce que vous faisiez. Vous restiez là, d'accord. Vous faisiez quoi? Quelle tâche vous a été assignée? ដែលនៅកន្លែងនឹងគេមានចំជ្រូកច្រើនដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏ជួយឲ្យបាយជ្រូកជួយអីប្រហែលនេះនឹងនៅជួយឲ្យបាយជ្រូកជួយបបរបាយជ្រូកគេនឹងរហូតដល់ចេញដំណើររហូតដល់មានអ្នកមកនាំចេញដំណើរចេញដំណើរប្រហែលតាន់តិចនេះទៅដើរទៅដល់ស្ទឹងចិនិតឆ្លងស្ទឹងចិនិតឆ្លងស្ទឹងចិនិតហើយក៏មានកន្លែងនេះគេក៏ប្រាប់ថាកន្លែងអ្នកដឹកនាំ កន្លែងអ្នកដឹកនាំខ្ញុំក៏ទៅដល់កន្លែងអ្នកដឹកនាំនឹងហើយទៅនឹងគឺគេឲ្យដាំបាយហើយនឹងរួមធ្វើពេតអីខ្លះដល់ពេលនោះប្រហែលជា 2 ថ្ងៃអីមិនទាន់ចេញទៅណាទេនៅតែដាំបាយហើយនៅដេកនៅតែបាយនឹង ជាមួយមានគ្នាប្រហែលជា3នាក់ដែលនៅកន្លែងនឹងស្រាប់ហើយពេលនោះអត់ទាន់មានឃើញអ្នកណាទេខ្ញុំនៅនឹងតែបែកក៏អត់ដើរទៅណាដែរប្រហែលជា 2 3 ថ្ងៃ 3 4 ថ្ងៃក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងហ្នឹងគឺ បានរៀបចំថាជួយលើកបាយទៅជួយលើកបាយយើងខ្ញុំក៏លើកបាយទៅកន្លែងតុកពីចក្រានបាយទៅកន្លែងតុកទៅឆ្ងាយដែរដំបាយហើយលើកបាយទៅពេលនោះក៏ឃើញលោកប៉ុលពតនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផន Cet endroit où vous cuisinez et celui où vous apportez la nourriture, ça se trouve dans un village. Pouvez-vous décrire les lieux? ហើយចក្រានបាយជីជារណ្ដៅធំហើយចក្រានចុះទៅក្រោមមានគេហៅថាគេធ្វើជាចក្រានចុះហើយមានកំប៉ុងបង្ហុយយ៉ាងវែងហើយដាំបាយនៅកន្លែងនឹងធ្វើបាយនៅក្នុងដីផ្ទាល់នឹងដុះអស់ហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងហូបបាយគឺខ្ទម ស្លឹកប្រក់ស្លឹកអត់មានជញ្ជាំងទេតុកគឺឈើមូលៗប៉ុនប៉ុនក៏ដៃរៀបជាវែងវែងកន្លែងអង្គុយគឺឈើប៉ុនប៉ុនក៏ដៃទម្រាបគ្នាជាវែងវែងអង្គុយតតគ្នាទល់មុខគ្នា
hay chum ngai pa hal chi pi tea bai tu pa hal chi 100 mét ta ka pan sman cent mètres de long. On m'a traduit 100 mètres de long. La cuisine. 100 mètres de long. Et l'endroit où l'on mangeait, c'était un endroit avec des bâtiments en dur, avec des murs en briques. À tóc nướng cứ thơm bì chơ để cái cắt côn chơ vân vân có đai bên bên nướng cứ thôi chỉ tóc ọt miền tét thmo ọt miền trang thmo ọt miền trang rồi mấy tình trang có ọt đài bìa là tầng ọ Je vous remercie. Alors, pour revenir à la rencontre à proprement parler avec M. Khieu Samphan. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait sa rencontre, on vous l'a présenté, il vous a fait sa cour, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que vous pouvez décrire la manière dont votre relation est née? Còn mình toàn squal kia liềm đấy, nhom có ắt đằng thả hàng quạt miền bầm non rồi cái trong bàn sau khi nhom ấy còn đầu thì ắt toàn thì còn tay về và hai chừa bay được buôn khai cầu ông dâm đại quạt nên nó ông dâm nó cứ quạt màu sờ nhom ai khang quạt nhom mặt đằng tí ông dâm mà sờ nhom thà mật hai em trong sờ mất đầm bay riệp ca ta mật dư nhàng mạch đài về lúc nhom có ắt ắt miền nơi ấy tí nhom còn là tháng nhom tụm máu ống ấy mình đang trong kịch giang mấy tết nhằm xong kịch sân đấy ông buộc em thua mình dây cho mũi quạt nên chẳng đài hai trong xong kịch mà để dẹp tay chân dù đai bàn nhom dây nhom quy mà sự tôi phải bàn nhom dây thằng em xong kịch mà để dẹp sân mà để dẹp nó có về đây và hai là chiều chụp mà chân nam rồi có cả là chân nam ấy làm mới đó bạn qua mà xuống nhưng mà đoàn tiệt ai ca squat tam rồi dạ nâng cứ quạt còn nơi nâng phải từ máu cái lại nâng miên cái lại ngụt tức chlong từ chlong máu bàn tay ăn miên chai chơi miên ấy tê quan là thà mà chết mất bạn ấy đam ba bạn ấy thơ giờ ló mình ta thơ đi bong thơ đi để chân thơ đúng thì chân ta lo ấy bỏ cô bà ha quạt về quạt tận đây quạt đau mà tẹt bài chân tớ quạt tham mưa miên ấy nhem chui ọt mà nhem ọt miên thứ ấy tê mau gió mau về khác nhem miên giờ đại miên ấy chân tớ đại dương và đốt nơi nâng tè nắng nơi lại nắng do ở quạt rơi chân tớ quạt cũng quy rơi nâng tóc à tóc chơ đại dương phơ nên nắng quy rơi rồi hai quạt hai quạt về khác hai về khác mà hai quạt tập lập từ bên nhau quạt mình các quạt từ bên tớ nâng thì tăng bị quạt sna nâng máu nhóm co chập đau một cái hai đạp truột bị nứt ra cho mình nâng nâng mấy buộc nhóm mình squat đấy hai quạt nâng giằng mấy quạt chặt hai cái prep nhóm quạt prep nhóm này quạt thả
quát chia cả lọt cha ấy chia pành nhà chun ấy có một con thằng con là lục hiệu sùng phong để ở tì quát chia pành nhà chun cha ấy quát đôi chia phải dồn nhóm á quát thằng quát đôi chia slot bột quát miên đôi miên ấy tê quát ọt cá chật ấy tê mất mực luôn ai tất ông giống có quát gì chăng chập đam bê nó có nhóm có phải nứt hay cá tẹt tôm miên là phần nâng tê miên tại từ màu quát chlong cắt ngụt từ quát chlong cắt màu lên ủa thôi thà chui rước lại chỗ cá miên bọ tôm chân tư miên thử ấy ní có chắc tôm mong quy lên tới vì quát tình này hay có phần nứt tam chân bán chụp nền chân đo cầu màu và hai trường cả là năm rưu mươi có là mình đo nhưng mình chấm miền ổng giống có quát mà xu mà đo tiền mà xu mà đo tiền tha mệt mệt hai mọi xu mà đo tiền đó mệt là mệt đẻ nâng xe anh luôn ai anh tê mệt prom của prom mệt prom nâng nâng rương luôn dương cả trẻ anh không pê nâng nực khơi tha mà giang dương to xu chu máu cả cả lẹp băng ấy vậy đại tầng ao hay thì khơi thác quạt nâng cò trầm trớ nhóm cò sầm rạch chật sầm rạch chật thà riệp cà nâng cò phải bảo man đi cào ấy cò kia riệp cà ao combien de temps après avoir donné votre accord, est-ce que le mariage s'est déroulé? Qui vous a marié? Est-ce qu'il y a eu une cérémonie? Hay có mình miền plei miền plot mình miền lục ấy số môn để bị rồi anh nông prey hay mình giang tiết có lẽ ca anh ấy tam ca prap khang phần này nhẹ đực ngon nưng thà đối này dương ca tam rụng biếp nghi tới ôi tại tự tu qua kia chụp đây chụp một quân ruộng nơi sọc san xa mà kì nè thôi ca tới dương ca và nâng dương nhóm không có ai gặp hiếp admin tùm nó ai tế vì bố tha xâm rạch chật tha lẹ bóng to su mò và nâng có sụp chật ca tam chân hay cam vị thí cứ miên ta cả nông miên trô muối hay nâng miên mà hôp mà ha chưa thì thôi chưa sở ló bay thơm mặt đá thơ bị thi tại mỗi ngày. Est-ce qu'au moment de votre mari... Excusez-moi, je n'avais pas entendu la fin de la traduction. Est-ce qu'au moment de votre mariage, vous connaissiez le véritable nom de Kyo Sampan? Est-ce que vous saviez qu'il s'appelait Kyo Sampan? ក្នុងពេលរៀបការហ្នឹងគឺអត់ទាន់ដឹងថាអត់ដឹងផងអត់ដឹងថាលោកឃឿនសុផាន់នេះគាត់ដឹងថាបញ្ញាជនប៉ុន្តែមិនដឹងបញ្ញាជនហ្នឹងគឺចុះឈ្មោះគេឈ្មោះអញ្ចឹងកាលនោះគេនៅឈ្មោះអត់ប្រាប់គេអត់ប្រាប់ថាឃឿនសុផាន់ប្រាប់អីផងComment saviez-vous que c'était un intellectuel
On vous l'a dit, cette expression que vous utilisez, elle résulte de vos observations ou de l'information que l'on vous a communiquée. Est-ce que à cette époque-là, on vous a donné des informations sur le rôle du camarade M dans le mouvement de résistance dont vous faisiez partie? Est-ce que vous pouvez situer, dater, situer dans le temps le moment de votre mariage? De quel mois? À partir de votre mariage, est-ce que vous avez commencé à une vie en commun avec Monsieur Kyosampan? Est-ce que vous avez dormi sous le même toit? Pouvez-vous décrire les conditions de votre existence à partir du mariage? Est-ce que vous habitiez toujours dans la jungle? Quelles étaient les dans la forêt? Et quelles étaient les conditions de vie, de confort? Mình
hơi vịt bay chọc bay đó là hụt ẩn miên sư nơi gần lại anh tê hay nâu mình đã nâng tê chỉ biết nâng nông prey lùm ba chân đây khuyên bà tẹc nên dùm bay anh tê À partir de votre mariage avec M. Khieu Samphan, est-ce que votre travail a été modifié ou est-ce que vous avez continué à être affecté à la cuisine? Chlai lotrei chlai, mình chlai lotrei ban microphone một tuần robot ca. Tiếp xu thằng mình. À partir de votre mariage avec Monsieur Khieu Samphan, est-ce que votre affectation, votre travail a été changé ou est-ce que vous êtes resté affecté aux cuisines? Chapika hai khom nou thveu ta teh bai da dal. À partir de votre mariage, est-ce que il vous a été donné de voir plus souvent monsieur Khieu Samphan? Et si oui, pouvez-vous décrire quelles étaient les activités que vous avez pu constater? Ca hay khom nou chi muoi rohot ot mien bai khnie te kron tae phlas kalaing teu mau ae sakamapheap ka ngie robos kwat khom khoeng ta kwat nou teah mien a tok a sei ning muoi pe khlas kwat te sei pe khlas ot có khi mình đăng thà thử ấy là có nhóm ọt đăng đài. Tout à l'heure, vous avez indiqué que vous n'avez pas su tout de suite quel était le véritable nom de M. Khieu Samphan. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment vous l'avez appris? Sầm đạch xe nụ lộp riêng màu sọc rọc và hẹn chất chật sập bay nhau khai mán nhau mặt đăng thế hơi cao lúc nhau tới đài hơi nhau tới không thả nạ chìa nè nẹm ra sầm đạch nâng đò bê nâng tớp đằng đò tớ chuộc và nơi hái bán đằng đằng chân tớ phụ ở nẹm đèn đi kêu kia chùm on lên y chân chúng ọt đăng ấy chẳng hế vậy cả nhóm ọt đăng mến đó nghe rồi tới chân tới bàn đăng thì pê nâng màu et vous aviez déjà entendu parler de Khieu Samphan par le passé ou c'était un nom que vous ignoriez? ឈ្មោះខៀវសំផនទេឬក៏លោកមិនលោកស្រីមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះនេះទាល់តែសោះអត់ដែលឮឈ្មោះផង
Est-ce que vous pourriez nous brosser un description peut-être du caractère de M. Khieu Samphan tel que vous avez pu l'expérimenter pendant ces premiers moments de votre mariage? Quelles étaient ses qualités, ses défauts? ក្រោយពីរៀបការហើយខ្ញុំឃើញជាគុណសម្បត្តិគឺថាគាត់ជាមនុស្សអត់ធ្មត់បើនិយាយជាមនុស្សគឺសុភាពរាបសារមិនដែលមានអីទំនាស់នៅក្នុងកន្លែងស្លូតបូតហើយធ្វើអីក៏ធ្វើតែខ្លួនឯង mình miên khơi say cào thì chả rắc tuôn phun bọc qua té hai chục buộc nhóm cả chân đá tăng thì nhóm ca hơi là hôn mà đau sập hai ní co mình miên ấy tụng loa chụp lơ chất để thà quạt chê ở đây rư muôi cò tụ bay lủng bạ xuôi dạng mấy cả đói miên tại quạt chui chui nơi pê lủng ba nơi pê đè chế bị xe cứ côn miền côn bong pê lúc còn nơi lủng ba lắng á thấy sầm ra hơi có mình miền này là chui cứ thưa được luôn anh tưởng rồi máu ban quật đôi tập lọc đi sọc chân màu vinh nhất quật nâu chui côn nhom phải hẹp ban chết mặt hẹp thấy quật máu quật từ nay thấy quật nâu chui nhom lốt nhom khơi tại chợ rắc nhom khơi như được pia ăn men chẹp nẹt thông nẹt ni tế thôi tặng o tăng tỷ cụ của tôm tăng tỷ say cứ chui nhom sọc cột ắt ơi nhom cho ô của cái lấy nâng về cho ô chứ c'était à quelle date la naissance à quelle date était la naissance de votre premier enfant con đồng bộ của bà nó cả nơi bên nào đấy con nhom cả nơi ngày buồn khai pram một quan buồn rồi chật buồn vous avez dit à l'instant décrivant la personnalité de M. Khieu Samphan au travail il n'était en conflit avec personne il faisait tout lui-même que saviez-vous du travail de M. Khieu Samphan à l'époque nơi bên lúc khi mà mình đang quạt gợi tế bàn tay quạt tay anh ta quy sở xê Est-ce que vous l'avez vu se réunir souvent avec d'autres personnes? Long cùng long và màn đấy đôi chia mình miền ắt khơi miền bị chung về phong miền ta cả lại nẹt thơ ca nẹt đặc non thơ ca đôi chia bằng riêng khang này mua là than để mau bị mua là than mau tràn khi mau riêng và tài quát nhung khơi nơi té quá khơi quá tơi phong
Vous avez aussi dit qu'après la naissance de votre premier enfant, M. Sampan était resté auprès de vous et vous avez soutenu. Est-ce que c'était quelque chose de fréquent à cette époque-là chez les hommes Khmer? De rester auprès d'une femme qui venait d'accoucher? Tam khiêm đấng cứ tham bộ rọc mái cứ pe thôi chân chân cứ sầm khăn na bị pru kê cầm ro từ thôi chân tê để tam khiêm đấng ai nẹp xin để tiết có ai miên chân đã tam mơ bị pru nơi pe nâng việc của bà vận tay chỉ tu tớ cầm ro từ thơn chẳng na, tôi sẽ khiêm khơi tha chấm nơi sầm khăn đại quạt chèm nơi lõ của ở khiêm cổ rụp của ở khiêm sẽ lái nhé cứ máu bình chẳng Pendant combien de temps allez-vous continuer à vivre dans la forêt, comme vous l'avez décrit jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est un mode de vie qui va perdurer longtemps après la naissance de votre premier enfant? Pouvez-vous décrire pour la Chambre la durée de cette vie dont vous parlez? Tang pin nung mau ruo nơi khong prei la hot at men tuan chen tu khum te la hot rum dac khum pen nơi ta khong prei te. À l'époque de la libération de Phnom Penh, est-ce que vous pouvez, si vous vous en souvenez, nous dire à quel endroit précis vous vous trouviez? Khiêm pe môn rụm đo nụm pính cứ phục khiêm mò dầm ra nơi co đọc bằng pel ấy ban và mán quạt nơi chụp muối rồi tới từ bo một hí từ bo một hí hói ban và mán khai đấy đôi chờ từ cái hai thập khung ở dãy mình tìm miệng nâng chia mình tí thông mấy khi em có mặt đăng nơi tất cả lãnh nà đây. Nâng tư tầng ọc nha, tầng côn cháy, tầng khi em côn cháy ấy có tư tầng ọc nha. Et M. Khieu Sampan était-il avec vous au moment de la libération de Phnom Penh le 17 avril 1975? Est-ce qu'il se trouvait à vos côtés à ce moment-là? Ce jour-là? Cứ có cái lạc hè chanh bì quạt chanh bì mẹ tớ quạt hạ chịt rụng đó hơi nhằm tư môn chân hơi tư cái lạc ná nhằm ọt đăng tế hơi khi nhóm tớ lọc mò bò đắp một bờ vinh thôi bì nẹ côn. Hai rụng đọc ở Phnom Penh bàn muối ạ tích bàn nhóm chanh nằm nào bị đọc bằng bờ tư nâng côn tư đó sẽ cái hạt sẽ đọc tàu tự đọc bế dục đọc bế dục thấy chua quá nơi cái lại nâng
chụp nơi lại sẽ đọc tàu nâng mà dục nâng đọc bà lâm lãng hơi quạt ở tranh màu một nhóm bê bực hay nhóm thở do côn từ nhà cho mùi bà bôn lục sô hông đi cứ quạt cho một chướng nơi sẽ đọc tàu lâm lãng nhóm do côn từ nhà nâng kê hơi bán nhóm tranh nằm nà và hai chị thằng ai tích bàn nhóm tranh tới tạm còi tới từ nơi cả lại chị hai thà ra tay phơi cái áo nhóm tới đăng bài về nô nẹt tới ở nơi côn cháy khi bên này nhóm mấy côn bàn mà chăn nằm chia mà chết mà chăn nằm coi côn nhóm mình toàn lên bài phó ngay chỗ vô tập nhà ở kia nhóm có sọc chặt từ tới nơi than đi chứ rút phơi Alors, vous venez de dire que vous arrivez à la gare ferroviaire. Dans quelle ville se trouve cette gare ferroviaire dont vous parlez ? Hàng kê còn là chui bạc lại bạc ấy tới không đẹp xo để ấy chẳng Combien de temps après avoir revu M. Kyosampan pendant une nuit à Sdoktol êtes-vous arrivé à cette gare ferroviaire ? Do con từ nhà bên lục sô phong nơi cả lại nâng đài cả lại đọc tàu nâng đài do từ nhà kê hái bán nhóm tranh nằm nơi từ đài và tranh sen thế này quạt tranh từ muốn nhóm từ tam coi và hai chưa mong bảy buồn ngày đã nhóm tranh mà không bình đài một đò thàn đi lớn này Vous avez dit à l'instant que vous ne saviez pas dans quelle ville était cette gare à l'époque, mais aujourd'hui, est-ce que vous savez dans quelle ville se trouvait cet endroit où vous vous êtes rendu à l'époque ? mà đông nông sọc ná đấng thà nơ nông bình mình bàn chập ở rom thà nơ cái lại sọc ná phum ná ở bàn d'accord Donc, vous avez indiqué que vous avez repris votre poste de cuisinière à la gare de Phnom Penh. Est-ce que à la gare de Phnom Penh, vous allez revoir Monsieur Kyosampan ? Quand allez-vous le revoir ?
Tại chẳng lúc xoay bàn tới chụp quạt nơi phê nà đấy. Chanh vì ra tại lớn nhưng tôi có phí. Nâng chấm tôi chụp quạt nơi có phí. C'était quoi K2? Bà có pi nâng chia vậy. Có pi chia còn lại ấy cá nuôi nhom có ở đằng đá phần tay tới sầm rạ được lấy nung và hai chưa còn màn thay thế được chưa tích đá mình đằng chưa còn lại như vậy nhom có ở đằng đá còn là tới sầm rạ thế ở bên thử ấy thế. Au bout de combien de jours avez-vous quitté la gare pour aller à K2? តើអ្នកស្រីអ្នកស្ថិតនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្នឹងប្រហែល Vous avez indiqué qu'à K2, vous vous étiez reposé, que vous aviez retrouvé M. Kesompan. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Est-ce que cela signifie qu'à la pagode d'argent, vous avez repris vos activités de cuisinière? Est-ce qu'à partir du moment où vous avez retrouvé M. Kesompan, vous avez repris la vie commune avec lui? Pendant combien de temps est-ce que vous allez rester à faire la cuisine à la pagode d'argent? Et qu'avez-vous fait ensuite? Nơi bị hiệp bị kéo cứ bà hai chia bà man khai theo mình chăm cho bác tế ai vẹn cả đá chất sập pram rưu cả trong chất sập pram ấy bà nâng thầm mớ rúi máu co mùi cả lấy co mùi nơi mọt tờ lê nâng chọc tờ lê bà sắc. Mà có mua trong nơi tẹp bài tại đài là. Bạn ta nơi nâng có miền kê nẹ đâm bài cho ra đài. Est-ce que à K1, vous avez repris la vie commune avec M. Kesompan? Non, l'ox rai ban rum ruh chi mui l'ox Kesompan lang vinh đà rư tế. Nơi có mua nhóm tư sầm ra nơi cái lại cái túc được bạc quạt tôi
ព្រោះអីគាត់នៅម្នាក់ឯងហើយពេលដែលគាត់ចុះមកលេងទៅលេងកូនខ្ញុំអាបងដែលនៅជាមួយខ្ញុំនៅកន្លែងមាត់ទលីបាសាក់ហ្នឹងមានផ្ទះស្បូវមួយខ្ញុំនៅហ្នឹងតោមស្បូវហ្នឹងហើយគាត់ចាញ់មកគាត់ថាទៅសម្រាប់លេងជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងទេជន់តែហ្នឹងដូចជាជន់ទី 3. Est-ce que vous pouvez décrire la manière dont a été aménagée cette pièce? នៅក្នុងកតុបនឹងគឺអត់មានស្អីទាំងអស់តុកក៏អត់ក្រែក៏អត់សំបីតែខ្នើយក៏អត់ដែរគឺទទេក្រាលលកទេលហើយកោយអាស្អីអាបលូខោអាវយើងនឹងសពៀតខោអាវអត់មានអីទេនៅតុកក៏អត់អីក៏អត់ដែរក្រាលកទេលចឹងទៅសម្រាប់ជាមួយកូនមួយអីចឹងទៅ À votre connaissance, c'était quoi Caïn? À quoi ça servait cet endroit? Đôi đầy sang cả xây chất hơi thông. Cứ xâm rạp đất nón thư cả. Les dirigeants travaillaient là, est-ce qu'ils vivaient là aussi? Dans le sens, est-ce qu'ils y habitaient également? Est-ce que vous pouvez justement nous décrire le type de repas que vous faisiez? Est-ce que il y avait une profusion de nourriture? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur le régime alimentaire que vous prépariez? ដែលមានភ្ញៀវអ្នកដឹកនាំ
ហើយមកពីមូលដ្ឋានអីចឹងគេប្រើពាក្យថាសម្រាប់អ្នកចាស់ចាស់ហើយក៏មិនមានអីសបោហោហៀនេះទេ Combien de temps est-ce que vous allez vivre à Caen? Croy mó ban tầng ốc nia xe nẹ đực nóm chanh mà có bầy nhóm nơi chanh đôi quạt ấy chanh mà mùn nhóm nông rổ viên khai khai mùi rưu gò đau rưu gò trong chật pram rưu gò đam chật sập của mùi của nhóm miền từ ngôn ATP, côn TP, est-ce que vous dites que Monsieur Kusampan est parti avant vous? Est-ce qu'à un moment donné vous l'avez rejoint à K3 ou est-ce que vous êtes resté vivre à Caen? ពីខែឬ 3 ខែអីប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំមកក៏ 3 ដែរ បាទអរគុណលោកមេធាវីអរគុណសាស្ត្រីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយប្រកាសសម្រាប់ 15 នាទីចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 15 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការ Some culture.